nó làm được không con? Được không con? Cái đó không cần vẽ, ba cũng nói với con rồi mà, cái đó không cần vẽ đâu. Tại cái này nó rất mềm rồi. Hiểu không con? Không, vẽ nó rườm rà lắm con. Cái đó thì để một miếng nè, để ba lột cho anh, lột cho nè nhớ mi vậy. Give up thì có ba ha, ba không give up, ba không bỏ cuộc, đó là bỏ cuộc nhưng mà ba không bỏ cuộc đâu nha. I give up on chopping it down. Ăn mình mà đối được yêu con, hiểu? Thì nó đối được. Wow, một miếng này mập chưa? Miếng cua nó mập quá nha. Vậy là may mắn nha. Ba nữa không, ba lấy cho. Múa. Ba múa. Họ ăn thứ khác. Được không? Mời con sẽ ăn này. Cái này của em cần mà. Bắp từ tôm có trời mà không ăn kìa. Món gì khác không? Rau con này hả? No, thank you. Cảm ơn. Why? It's a snail. Yeah. A snail of wool. Wow. They have snout, you know. Cái này đừng nói vậy, khó ăn quá. Đó là nói cừu nó khó ăn không? Chui nhưng mà đừng có nói ra khó ăn quá không? Nói ba không ăn được đúng rồi. Bây giờ nói đừng nói xấu vậy, khó ăn quá bây giờ ơi. Cái gì tôi sẽ đạt được nhàng. Để gì tôi ra. Con ăn sao được con? Nó tên. Hay mà. Did you know that this the on the outside is looking like a shell? It looks like they put a shell on it. They put it on a shell. Ew. Đừng nói vậy. Người ta đang ăn mà mình nói mà không được sự bao lâu. Okey dokey. Mom, you don't know how to. Muốn ăn bánh ngọt không? Muốn ăn bánh dessert không? Ice cream bánh ngọt. Ice cream. Ok. Let's go, mình lấy ice cream cho. Cái gì coi giỏi em. Ok, Bella đi lấy thức ăn rồi, ngừng.